Đấy, đấy. Đấy, không quay quay giữ im một tí. Đừng di chuyển nhiều. Đấy, bác cứ giữ im rồi, giữ im đấy. Ông đến gần mà nó phản xạ, nó đuổi đấy, nó rung cánh nó đuổi. Cả nhà ơi, hôm nay đi thăm vườn nhá. Hôm nay mình đi thăm vườn là phát hiện một tổ ong mật các bạn ạ. Phát hiện một tổ ong mật nó ở trên cây bưởi, nó là đang nhờ ông anh đến ông ấy bắt cho vào tổ, cho vào thùng, vào đõ nhá. Bởi vì là để ở ngoài này thì nó cũng một thời gian là nó sẽ bay thôi. Đấy, cho nên rất là phí. Đấy các bạn nhìn nhá. Thấy thấy chưa? Đấy, đấy đấy ong mật nó bay đang bay vào. Ui nhìn, nhìn kinh phết. Wow. Đấy. Cái tổ ong mật nhá cả nhà nhá. Mọi người thấy chưa? Wow. Đấy. Thấy chưa? Nó bám vào cái thân cây bưởi nhá. Ong mật này là mật gì bác Huệ? Ông mật mật nội, ông nội đấy, ông nội ông thường thường đấy. Ông thường ông quê ta đúng không? Ông quê ông ta, ông nội. Ông nội tôi ra. Gọi ông nội. Nên đàn này chắc là do nó. Thế cái này mà cho vào là bác bắt và cho vào vào cầu đúng không? Cho vào thùng luôn đấy. Cho thùng xong về là cho nó ổn định xong. Thế phải bịt thùng đúng không? Không, chưa cho nó ổn định xong đi. Xong bắt đầu mới chuyển. À, thế phải là cứ phải để ở đây à? Cái này ví dụ mình bắt này là nó sẽ một số con ở nó nằm ở ngoài thì để nó bay nốt vào thùng tối tối mới chuyển được. À, thì tối mới chuyển giờ mình bắt là mình coi như mình bốc cả đàn và cho này, nắm cho trong đàn luôn, đấy. Cho trong thùng luôn. Thế chủ yếu là bốc con ong chúa vào đúng không? Bốc cả chúa cả con bốc cả quả chúa. Nhưng mà chỗ này liệu bây giờ nó có tổ có mật chưa? Trong đấy chưa có gì à? Chưa có gì á? Để đi nữa xem có tổ có mật thì ăn. Ấy từ từ đã bác, từ từ em quay đi đã. Đấy, Mới được có 2 phút, từ từ đã, đợi đợi. Cách bắt nhanh gọn. Đấy đây cách bắt ong nhanh gọn này các bạn. Đây anh đây, mình vào. Cho một cái cầu có đây nha. Có nhộng mật sẵn, đồ ong. Nắp sẵn ở đây. Đấy, có cầu có mật sẵn. Có phải có dở ra xem cho xem luôn không? Đấy, có bác gửi. Dở ra cho xem nào. Xem. Đấy mọi người xem nhá. Đấy, cầu có mật luôn. Dở ra. Đấy, này thì nó sẽ coi như nó ở ngay. Đấy. Có cầu có sẵn có mật luôn thì cầu sẵn. Đây. Đấy. Đấy. Đấy, nhộng mật phấn đủ luôn. Đẹp chưa? Đấy, nhộng mật phấn mật đấy. Phấn mật phấn nhộng. Đầy đủ nhộng. Rồi. Đấy. Thế là nó ở luôn. Thì nó ở luôn, nó sẽ thì nó bắt nó rất là dễ. Nó sẽ ở luôn, nó bắt luôn. Thế bây giờ em đứng chỗ này thì chị có sợ nó đốt không? Không. Ong nó không đốt. Không à. Thì ong này nó đi này là nó sẽ nhát. Thế bây giờ bác bắt này thì khoảng mấy giờ thì bác sẽ đấy. Đấy. Mấy giờ sẽ bê tổ nó vào hết thì là coi như chuyển được thoải mái và để nguyên cũng được. À. Bây giờ có luồn được cái điện thoại này vào quay sát nó không bác? Được, luôn quay sát sát gì? Sát tổ ong ấy. Được. Bác quay cho em này cho nhá. Tiếp tục là nó sẽ khó. Rồi bác lướt từ từ ra. À, lôi từ từ ra. Đấy, bắt đầu thao tác bốc đàn ong vào tổ nhá. Đúng ngon luôn. Kể đàn này là dễ bắt. Đấy. Đấy. Mọi người thấy chưa? Đấy, đang quay trực tiếp rồi đấy. Vuốt cây này cho vào trong. Đấy là cách bắt ong ở ngoài nhá các bạn nhá. Mình đứng đây mình quay là không biết có sợ bị đốt không? Hơi cao tí, thấp. Hơi cao. Không thế nó sát là được. Sát là được. Cứ đứng im là yên tâm gì anh? Đứng im ra không à? Đấy, 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 các bạn thấy nhanh chưa? Ủa? Wow, xong rồi. Xong rồi, đấy, đậy nắp lại luôn. Trên cây chẳng còn con nào. Đấy, đậy nắp lại luôn. Trên cây thì không còn con nào vào tổ hết các bạn ạ. Thế là không được cái đó, không được cái ấy tí nào đúng không? Không được một tí mật nào ở ngoài nữa. Ngoài không có, ngoài nó có chủ động xây đâu. Nó chưa có mật à? Nó có cái tí trắng trắng ấy, thì có cái gì? À, vừa thấy cái tí trắng trắng nó bắt đầu xây thôi đúng không? Đấy, trắng trắng nó dính ấy, coi như xong rồi đấy. Thế là tổ nó chưa có mật các bạn. Không phải tổ. Thôi bây giờ để này là đến tối.
Để này đến tối bắt đầu mới bê về nhá. Đến